Hello anh em, tôi là Vinh và sau đây mình sẽ giới thiệu nhanh trong vòng 90 giây một cái mỏ LED rất là đẹp của hãng Funko dòng 12 inch. Cái bộ này bán cực chạy luôn. Tổng chiều dài của nó là 300mm. Cái dòng này thì nó có anh em thấy nó khoan những cái lỗ này để nó gọi là nhẹ hơn so 10% so với dòng bình thường. Nhưng mà cái ngàm của nó thì mở thêm được 18% so với cái dòng bình thường. Cái mỏ LED này anh em sẽ thấy ở phía trong này nó có một cái khất. Cái khất này để chi? Để khi mà anh em siết như con ốc nó không có bị trượt. Đây là một cái ưu điểm rất là lớn so với những cái hãng khác. Cái này nó được trang bị một cái cây cầm mềm rất là thoải mái luôn và chất liệu là CRV cao cấp. Hàng này thì đạt chuẩn ADNS của Mỹ và chất lượng của nó thì rất là ok. Giá bán của nó thì cũng rất là rẻ, chỉ có 266.000 cho cái sản phẩm này thôi và anh em có thể tìm trên website của mình. Mã của nó là Funko. Đây mình cho anh em xem. Funko FB12 ha, Funko FB12. Ok. Đây là một sản phẩm rất là đáng mua và những anh em nào đang xài sửa chữa cơ khí, sửa chữa xe hoặc là chúng ta DIY gia đình mà chúng ta cần một cái mỏ LED xịn thì đây là một cái lựa chọn rất phù hợp cho chúng ta. Tôi là Vinh, cảm ơn anh em đã xem. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.